Chào quý vị khán giả của Zubathan nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với huyện Simacai của tỉnh Lào Cai để đi mua sắm ở cái chợ phiên Xín Chén các bạn ạ. Chợ họp duy nhất một phiên vào ngày thứ tư các bạn. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp và trong cái không khí chuẩn bị năm học mới thì người dân cũng đi chợ mua sắm tương đối là đông các bạn. Đây, xin mời các bạn sẽ đi vào chợ cùng mình nha. Đây là từ phía ngoài cổng chợ các bạn ơi. Đây, người dân đang bắt đầu dòng các cái con gia súc, rồi châu bò, lợn gà, chó má xuống chợ đây để đi trao đổi mua bán này. Ui. Con bò đực đẹp quá này. Đây có chú này xem luôn cổng chợ đây rồi. Có mấy con ngan đen ở trên vùng cao là nuôi con gì cũng đen. Bà đang bán mấy trăm một con đấy chú? Hay là cân lên? 250 một cân một con ấy. 250 à? Một con à? Không cân nữa đúng không? Đắt đấy. Đắt đúng không ạ? Đắt đấy. Chú bảo như thế là đắt. Đây. Một câu lon. Chú đang mặc cả. Đây, ôm gà đi chợ đây. Bà có một con gà bé bé. Con này chắc được khoảng cân. Gà, chó. Những cái đây cũng ngan, ngan sám này. Mọi người dân cứ có cái gì thì mang cái đấy ra bán đấy. Trứng ngan này. Trên vùng cao này thì người ta ít ao ấy. Ít có ao nên là người ta không hay nuôi vịt. Họ hay nuôi ngan nhiều hơn các bạn ạ. Chú chó rất đẹp này. Chú chó đi ra chợ. Gà. Hai mẹ con xuống chợ. Thời điểm này thì chợ bắt đầu đông rồi các bạn, đông trở lại bởi vì các gia đình đưa con đi mua sắm quần áo, giày dép chuẩn bị vào năm học mới nên không khí ở chợ cũng đông vui hơn các bạn. Gà đây.
các thương lái thu mua này, được hết gà ngon, gà xịn này này. Đấy. Nhiều gà chưa? Mọi người đón cách chợ hàng mấy cây số rồi. Đón xa ở phía trước để mua gà. Đây không thấy có anh này có lồng vịt này. Trên vùng cao thì hơi ít vịt một chút. Chủ yếu là ngan và gà. Cháu này đi bán lợn cùng với mẹ đây. Khu này có một ít lợn. Nuôi con lợn đã khó, đã vất vả rồi, đi bán nó cũng còn khó hơn các bạn ạ. Không hề dễ bán được một con lợn đâu. Giá tiền nó cũng cao nên là mọi người cũng mua con lợn cũng đắn đo, cũng xem đi xem lại, xem kỹ lắm. Một con lợn giống cũng phải 3-3.5 triệu. Trâu ra chợ đây. Cứ có khách xem thì các anh ấy lại rút ra khỏi bao. Xong mọi người không mua lại bỏ vào bao. Đây chú em mang chim ra chợ này. Chim ở chợ này thì chủ yếu là chim họa mi thôi, chứ không nhiều loại chim rừng như ở bên Lai Châu các bạn. Nó không phong phú như bên Lai Châu. Bên này thì mọi người chơi nguyên chim họa mi thôi. Thỉnh thoảng được gặp con đa đa. Lợn trên này các chú đang đi xem chảo. Cái chảo gang. Tàu. Tàu à? Tàu thôi. Nhưng mà cũng phải 1.000.000 ấy nhỉ? Mấy trăm. Mấy trăm à? Có những cái có 750 to. Còn cái loại dày lặng cái loại đấy thì đắt hơn đúng không? Lần trước em có hỏi thấy 1.000.000 ấy. Loại này thì rẻ hơn. Nó dễ hỏng hơn. Đây nó mỏng đúng không? Nhìn trông đen đen này trông cứ tưởng nó dày nhưng mà thấy chú ấy nhân nên nó còn méo méo đi mà. Cái loại cứng ấy thì sẽ đắt. Loại 600. Ừ. Loại này thì 600-700. Nhưng mà về vì là mọi người đắp cái lò đất nên mọi người đặt lên thì nó vẫn khỏe thôi. Hàng ngày trong cuộc sống hàng ngày của người Mông rất cần cái chảo này. Dùng đa năng, vừa làm nồi sôi để sôi được này, vừa để nấu cám đun nước được này. Đây này, bên này các bạn thấy các cháu đi mua quần áo để chuẩn bị cho năm học mới đông chưa? Này, đông như kiểu trong những cái siêu thị lớn của những cái thành phố lớn đấy các bạn ạ. Này, đông chưa? Nhìn thấy không? Giờ là mùa bán quần áo này. Ý. Đoạn này thì ghi nhận một chút cái không khí cho các bạn xem. Thôi, hay lắm. Các bạn xem những cảnh này là sẽ rất là nhớ những cái thời thơ ấu của mình, được bố mẹ đưa đi chợ để sắm quần áo chuẩn bị cho năm học mới, mua quần áo này, giày dép, sách vở này. Đấy. Đông chưa? Đây. Các bạn thấy thích không?
Rồi giờ mình đi vào khu bên trong này xem các đồ nông sản dược liệu xem nào. Khu này thì chỉ đi qua vậy thôi. Chợ này quy mô rất là lớn các bạn, lớn nhất nhì ở trên huyện Simacai này luôn. Và được chia thành các cái khu rất là bài bản. Khu bán gia súc này, khu bán khu ẩm thực này, khu quần áo này, khu các cái đồ dân dụng này. Đây là khu cắt tóc. Khu này hình như là mới được chuyển từ ngoài ven đường chuyển vào đây. Khu cắt tóc này để ở gần khu bán gia súc, bán trâu bò luôn. Lâu lâu rồi mình cũng không đi tham khảo giá trâu bò thì hôm nay mình đã xuống đây mình hỏi giá thử một vài con trâu, vài con bò xem là mọi người bán giá thế nào nhé. Con này của bà à? Mình bán bao nhiêu đây? 17 triệu với bớt một tí. 17 triệu là con nào cơ? Con to này hay con đằng kia? Anh ơi, con 17 triệu là con nào? À, con bò đực này 17 à? Thế còn con nghé này khoảng bao nhiêu? 15 năm à? Thế còn con đực to, à con to cái, con trâu to bên kia? Em không biết là của ai. Không phải là à? Còn của mình là hai con này à? Một con 17, một con 15 năm, đây hai con. Đấy. Con này, con trâu là không biết là cái hay đực đây. Chắc là trâu cái. Con trâu cái các bạn. Đấy, hỏi giá một vài con cho các bạn hình dung nha. Các bác nào có nhu cầu mua thì chắc phải lên trên để mua thôi. Chứ còn đây, trâu đực này. Hai mẹ con trâu này, con này đen bóng này. Con đực này to này, con này chắc nhiều tiền. Con này khoảng bao tiền này? Chắc là phải ba mấy triệu. Không biết là chủ ở đâu rồi. Để mình hỏi thử con này nữa xem nào. Con này của chú à? Con này họ đang đòi bao tiền đấy chú? 40 này, 40 50 à? Kia chắc húc nhau sao? Rách cả chỗ đùi. Đánh nhau. Con này chắc là trâu để tuyển chọn làm trâu trọi thì giá nó sẽ đắt hơn các bạn. Nhưng con mà tuyển trọi thì nó vô giá. Người thích thì người ta có thể giả nhiều tiền. Còn nếu mà nó để thịt không thì nó chỉ rơi vào khoảng 30 triệu thôi. Đó, mình tham khảo giá một vài con trâu đấy cho các bạn biết thôi. Giờ mình sẽ đi lên trên chợ trên, lên khu dược liệu để xem có cái mặt hàng gì giới thiệu cho các bạn. Thật là lâu rồi mình mới xuống chợ trâu để khảo giá. Con này có bộ sừng to lắm ấy. Con này của anh à? Con này giờ họ đòi nhiều tiền không anh? Con này biết đòi bao nhiêu. Bây giờ trâu nó rẻ. Giờ rẻ ấy. Nhưng to này thì chắc nó cũng phải trên 30 triệu nhỉ? Con này chắc trên 30. Vâng. Những con bé bé thì gần đấy, những con to này hàng khủng. Thật ra là các anh bán trâu là cũng không thích nói giá với máy quay đâu các bạn ạ. Bởi vì có cả các thương lái ở đây người ta mang xuống dưới xuôi người ta bán nữa nên là nói giá ra thì người ta xuống dưới người ta bán nó sẽ khó, mọi người lại chê đắt chê rẻ nên là
các bác cũng thông cảm thôi, vì sao mình không hỏi nhiều, chỉ hỏi qua một vài con áng áng vậy thôi. Hai chị em mua được cái gì rồi? Mua nhiều đồ thế? Ít lắm. Ít á? À, anh thấy nhiều mà. Đồ của em hay đồ mua cho em trai đấy? Mua cho em trai à? Mua cho em ấy để em ấy chuẩn bị đi học ấy hả? Thế em còn đi học không? Còn. Em học lớp mấy? Lớp hè thì lớp 9. À, thế là mới là 2010 thôi à? À, còn ít tuổi lắm. Nhưng mà nhìn cũng lớn nhỉ? Em học ở huyện đây à? À, em tên gì? Em tên gì cơ? Mỉ à? Vâng. À, em Mỉ rất là xinh. Thế tiếc là hôm nay Mỉ không mặc quần áo người Mông. Mặc quần áo người Mông thì các bạn sẽ thấy vẻ đẹp của cô gái người Mông ở trên này nó được rõ ràng hơn. Hôm nào anh lên nhà Mỉ chơi nhá. Vâng. Nhà gần đây không? Không ạ. Không gần nhà. Vâng. Cái nhà ở bản nào? Xã nào? Xã Đàn Sơn. À, đi về hướng Pha Long à? Vâng. À, anh có đi cái đường đấy vài lần rồi. Mỉ ăn sáng đi chưa? Chưa. Đến sáng đi ăn sáng còn anh không? Đi. Sao phải đi ăn sáng đi? Anh đang đi tìm quán ăn sáng đây. Vâng. Đang chờ bố à? Bố đi mua trâu à hay là? Đi mua đồ. Bố đi mua đồ à? Chắc em cũng mỏi chân nên ngồi đây à? Mà anh nghĩ không mỏi chân đâu nhỉ? Mình mong đi khỏe lắm. À, tôi nói chuyện với Mỉ một chút, anh em mình còn đi ghi hình cho các bạn nữa. Đấy, thấy Mỉ ngồi đây thấy xinh gái quá nên là vào làm quen một tí thôi. Chào Mỉ nhá. Đây là khu ẩm thực các bạn ạ. Hôm nay gần như là khu nào cũng thấy quá tải, rất là đông vui. Mình mời em Mỉ đi ăn nhưng mà em ấy ngại, em không dám đi đâu các bạn ạ. Hello. Hey, ẩm thực ngon chưa? Gà đen nè. Bé xinh thì vừa đấy chào chú cơ mà lại che mặt rồi. Thế là vừa là che mặt chứ không phải là chào chú à? Nhảy vào. Chết rồi. Lừa. Luôn ạ. Cây tơ tại chợ đây các bạn ạ. Món này thì anh em mình mới ăn hôm qua xong nên là hôm nay thôi, hôm nay ghi hình cho các bạn xem thôi. Khấn cố này, bên này là lòng chó này, rất nhiều món ngon. Đây giờ chúng ta sẽ qua khu nông sản và dược liệu. Ở phía ngoài đầu này là bán rượu các bạn. Chưa có khách mua mấy. Rượu thì phải tẹo nữa. Tí nữa mọi người về mọi người mua vì sách nó nặng lắm. Mà đã mua là phải mua 5-10 lít các bạn. Chứ người ta không mua ít đâu, không mua một chai mấy đâu. Mua về uống cả tuần luôn vì tuần sau mới lại có phiên chợ cơ. Đây thì chủ yếu là rau dưa. Này, những cái miếng vải để trang trí này các bạn này. Cái này thì chủ yếu là người ta bán cho du khách các bạn ạ. Mua về để trang trí phòng. Bên này có cô gái trẻ bán cào cào này. Những cái chai chuyên dụng để bắt cào cào nên là đục lỗ rất là cẩn thận. Cái này em đi một tuần mới bắt được từ đây à? Một buổi thôi á? Một buổi sáng? À nhiều người, tưởng một mình em. Tưởng đi suốt một đêm, soi suốt một đêm. Chai này thì 50.000 à? 20.000 thôi à? Trước anh thấy có cái chai bán cái con gì to to 50.000 đấy nhỉ? Con này bé này bán 20.000 một chai đây. Đây là bánh ngô à? Bánh ngô hay bánh dày đấy? Bánh ngô. Các cái sản phẩm rất là đơn giản của người dân tự làm rồi mang ra đây trao đổi mua bán.
thảo quả này. Thảo quả thì cũng bắt đầu vào vụ thu hoạch các bạn. Đây là rau đậu Hà Lan, một cái loại rau nấu canh ăn rất ngon các bạn, nấu canh ăn lẩu rất là ngon. Đây là khu bán rau bán ớt ở trong nhà, có mấy tre la liệt ớt luôn. Đây nhiều khi ăn cơm thì chỉ cần quả ớt với củ gừng bán nước lã là có thể là xong bữa rồi các bạn. Cuộc sống đơn giản bình yên lắm. Ở đây các bà có những cái quả chuối khổng lồ này. Quả chuối này, quả chuối dài một găng tay luôn. Bạn thấy to chưa? Chuối này ăn nó ngọt nhưng mà nó hơi có vị chua nhẹ. Ăn một quả là lo rồi. Bên kia là chuối tây. Chỉ này có ít sâm đương quy này. Loại này dùng để bồi bổ sức khỏe, tăng cường cho gân cốt được khỏe mạnh hơn. Còn dược liệu tươi thì bên này, mình sẽ sang đây mình ghi hình cho các bạn xem một số các loại dược liệu, một số loại cây thuốc của người dân ở đây mang từ trên rừng xuống. Những cái bó cây này chữa đau bụng rồi các bạn, các cái bệnh về dạ dày. Ở đây thì người ta cứ mô tả là đơn giản là chữa đau bụng. Các bà thì có đầy đủ hết các cái loại thuốc chữa các cái bệnh cơ bản, các bệnh phổ biến ở trên này. Cái này là giấy nghiến này. Giấy nghiến à? Giấy nghiến. Giấy nghiến này là mọi người kinh nghiệm là dùng để chữa bệnh gút các bạn ạ. Đây nó những cái u cái tật của cái gút nó phát triển lên này. Phiên trước thì mình có lấy 5 cân cho một chú khách người Phú Thọ này. Đây, cái khúc máu chó bổ máu này. Đấy, quả dứa này tốt, rất là tốt cho thận này các bạn này. Tiểu đêm, tiểu giáp, sinh lý nam giới này. Hiện tại mình cũng đang phải uống cái quả này các bạn ạ. Bởi vì quả này đợt này mình kiểu nhiều lúc công việc áp lực, đi lại đi xe, ngồi xe nhiều ấy, xong là bị tiểu giáp các bạn. Là mình đã mua 4 quả này về uống hết một quả rồi. Là thấy nó cải thiện luôn các bạn. Đây cây dâm dương hoắc, cái lá này. Củ chắc là, à củ đây. Củ đây. Đấy thỉnh thoảng gặp củ này thôi, các bạn muốn mua các bạn để đặt tiền trước thì mình gặp mình mua luôn thôi. Nhiều bác cứ bảo là muốn mua nhưng mà bảo là bao giờ gửi về thì mới thanh toán tiền, thì cây này cũng có gặp thường xuyên đâu. Những lúc các bác hỏi thì nó trôi qua mất rồi, mình đi nơi khác rồi. Đấy. Vừa mình hỏi thêm thì cái cây này còn chữa các cái bệnh về gan các bạn ạ, giải độc gan rất là tốt nữa các bạn này. Đấy. Về chúng ta đun nước uống này. Lòng chó vừa bớt ra này. Lòng đuôi này, con này khá là béo đấy. Cái đuôi to chưa các bạn này. Đây, khu bán rau ở trong các cái nhà có mái tre. Ớt bột này. Giá đỗ, cái này là giá đỗ tương các bạn ạ. Đỗ nó giá nó rất to, dài. Đây, ở đây các bạn được sử dụng các cái sản phẩm rau sạch như này, bí bao tử, bí ngô rất là lon, luộc nó chín nhanh lắm, ăn thì ngọt. Đây giá đỗ tương này nữa, em bé.
Đây cô có một cái tổ ong khoái này, ong khoái lấy nhộng các bạn nhé. Nó có hai loại ong khoái, một loại là ong khoái lấy mật và ong khoái lấy nhộng. Ong khoái này thì mỗi nơi người ta gọi một tên, có nơi gọi là ong bọc rồi, rồi ong bò vẽ. Đấy. Loại này thì nhộng nó nhỏ hơn, còn có loại ong đất thì nhộng nó to nữa. Loại này thì nhộng này thì nó rơi vào cả tổ là người ta bán tầm 300 rưỡi một cân. Ong đất thì phải 400-500. Này anh này vừa vớt ra con gà luộc này, vàng óng luôn. Đang đợi mấy anh em nữa, nó đang lang thang ở chỗ. Khu ăn sáng hôm nay quá tấp lập luôn. Ốc đậu đây, món ăn cùng với mèn mén cho nó đỡ bị khô bị cứng thôi các bạn. Mèn mén thì nó rất là khô, rất là cứng và ăn hay bị nghẹn khó luôn đó các bạn. Đấy. Là người vùng cao như này là sáng tạo ra cái món ốc đậu để kết hợp vào ăn nó vừa mát nó vừa dễ ăn. Em gái này là dẫn hai em đi chợ à? Các em của em à? Đây là cháu của em. Cháu à? À. Chứ nhìn trẻ lắm, chắc chưa thể lập gia đình được. À, em chưa à? Chắc vẫn còn đang đi học cấp 3 thôi hả? À, cũng hết 12 rồi à? À. Chăm các cháu là chuyên nghiệp như kiểu là người đã có gia đình rồi. À, các cháu bị mất mẹ mất sớm à? À, thế bây giờ là vừa làm cô, vừa làm mẹ luôn à? Làm gì làm mẹ luôn à? À. Một cô gái rất là đảm, rất... Ờ. Này, cho 3 bát phở gà đen. Cô cho nhiều thịt cô nhá. Anh em mình ăn gà đen đi. Ăn gà đen hết 3 bát cho dễ làm. 3 bát gà đen đi. Cho nhiều thịt, 3 bát đặc biệt. Phở của anh em mình ra đây rồi. Xin mời các bác ăn sáng nhá. Mình thì cũng không chuyên quay về ăn uống nên là quay một chút cho các bạn xem thôi. Nhờ tí nhá. Rồi, miếng thịt gà ngon chưa? Thôi mời các bạn ăn sáng rồi, lát nữa xong thì chúng ta đi xem các du khách nước ngoài đến chơi chợ thì chúng ta sẽ có những hình ảnh tiếp theo. Mấy anh em mình ăn sáng xong rồi các bạn, ăn nhanh thôi. Tiếp tục ra chợ ghi hình cho các bạn, chia sẻ cùng với các bạn. Chợ thì mỗi lúc một đông hơn các bạn. Hôm nay thì thời tiết rất là ủng hộ cho bà con đi chợ. Không nắng gắt. Anh này có mấy cái cây thuốc gì này mang ra bán đây này. Cây này cây thuốc hay cây hoa hả anh? Thuốc anh ạ. À. Thuốc chữa bệnh gì đấy anh? Chữa bệnh thiếu máu ạ. À. Thiếu máu à? Bổ máu ạ. À, bổ máu. Mình về đun nước uống hả anh? Vâng. À, cả mấy cây này luôn à? Vâng. Nó có hoa này. Cây này là cây giữ cho cây này không gãy được. À, giữ cho nó khỏi gãy à? Còn cái chính là cái cây lá mọc đôi này đây đúng không? À, bổ máu. Uống một cây là được rồi à? Một cây thì uống một lần. À, uống một lần. Như kiểu phụ nữ mà hay thiếu máu thì là lấy đun lên uống hả? Vâng. À, một cây cho vào ấm đun lên uống. Đun
hương rượu. À. Hương rượu ấy à, loa loa cái gì đó. À. Nấu rượu. Củ hoa quả này các bạn này, đông lắm luôn. Đi qua đây thì còn bị va vào máy liên tục. Ôi, cho con bú rồi về. Mấy nghệ sĩ này đang chờ du khách đến chơi. Ở đây này, ở đây có rất nhiều những cái tiếp thuốc chữa các cái bệnh ngứa. Tiếp thuốc là của Trung Quốc thôi các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy cái tiếp màu xanh này rất là hiệu quả này. Đấy, mình cũng bị ngứa, viêm da cơ địa và mình đã sử dụng và thấy nó hiệu quả và mình đã giới thiệu cho một số người rồi. Một số bác là cũng đã nhờ mình mua cái này gửi cho về để sử dụng. Một tip nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà nó rất là hiệu quả các bạn ạ. Bôi vào nó tê tê mát mát như kiểu dạng bạc hà ấy, dễ chịu thôi. Rất là hiệu quả. Hầu hết các cái bệnh hắc lào rồi viêm da ghẻ lở cũng khỏi các bạn. Khu này là khu các người đẹp bán mỹ phẩm đấy. Hai chị em bán được mấy triệu rồi. Hôm nay đông người đi chợ này chắc phải bán được nhiều chứ em nhỉ? À. Nhưng mà đông nhưng mà chủ yếu là các đối tượng học sinh đi mua quần áo là nhiều chứ còn bởi mọi người mua mỹ phẩm này thì chắc là cũng. Em có cái loại gì mua về tặng tặng cô gái mà cô ấy yêu luôn không em? Cái nào? Nước hoa. Hay cái kia? Các cháu bên cạnh này còn giới thiệu thêm cái lọ kia, biết là lọ gì nữa. Nước hoa. Cái lọ về có hai cái chân giơ lên trời kia đúng không? Có phải không? Hai cái chân giơ lên trời. Sản phẩm là Thái Lan đàng hoàng ấy đúng không? Đồ Thái thì đồ Trung Quốc này, đồ gì nữa, Nhật Bản rất là nhiều thương hiệu luôn. Em ấy hỗ trợ cho chị à? Đây là chị hả? À chị dâu à? À đi bán cùng với chị dâu kinh tế là chị cầm đúng không? Nên mình cũng không biết rõ lắm. Ờ anh cảm ơn nhá. Muộn muộn thì có đoàn du khách cả gia đình, không biết là đến từ đất nước nào đây, đến du lịch chợ phiên đây. À, mọi người đang xem cái máy tuốt lúa. Cái máy tuốt lúa. Máy tuốt lúa bây giờ dùng bằng ấy rồi, dùng bằng động cơ rồi. Do you know? Make như make right, make right. What? Right. Work on farm. Chẳng biết mình đấy, mình muốn giải thích là cái đấy để làm gạo trên các cánh đồng nhưng mà thật ra mình cũng tình huống này mình chưa thể diễn đạt được. Bây giờ thì chợ cũng tan dần rồi các bạn ạ. Mình cũng sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video về cái chợ phiên Xín Tráng của huyện Simacai. Các bạn có nhu cầu sử dụng cái đồ gì ở trên Tây Bắc thì alo theo số điện thoại ở dưới video nhé. Mình sẽ lựa chọn những cái sản phẩm chất lượng mình gửi cho. Xin chào và hẹn gặp lại.